Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở trên màn hình của quý vị đó chính là một viên pin HP. Thì viên pin này là của một anh khách đã mang đến để cho tôi đóng lại. Và đây là phần vỏ của viên pin. Dung lượng của viên pin này là 4.610 mAh. Và đây là cell pin mà tôi thường dùng để thay cho viên pin HP này. Có dung lượng là 4.220 mAh. Thì khi tôi ướm vào trong này thì nó sẽ vừa. Và thông thường khi mà tôi thay 3 cell pin này thì máy sẽ hoạt động liên tục khoảng 3 giờ đồng hồ. Và đây là chiếc máy HP sử dụng viên pin mà tôi vừa giới thiệu. Thì như quý vị thấy, chiếc máy này đang sử dụng cạc màn hình rời. Chính vì vậy cho nên là thay vì sử dụng được 3 tiếng rưỡi thì chiếc máy này chỉ sử dụng được có 2 tiếng thôi. Và với thời lượng 2 giờ thì hơi ít. Và anh khách đã yêu cầu tôi là độ viên pin này lên mức giới hạn cao nhất có thể. Thì tôi đã nghiên cứu và thay vì sử dụng 3 cell pin có dung lượng là 4.220 mAh thì tôi sẽ sử dụng 3 cell pin có dung lượng là 6.200 mAh. Vâng, và để độ được 3 cell pin có dung lượng là 6.200 và với kích thước lớn như thế này thì nó đòi hỏi rất là nhiều các yếu tố. Thứ nhất là tôi sẽ phải thử ướm xem là cái không gian của cái máy này có đủ để lắp 3 cell pin này không. Thì bây giờ tôi đã ướm thử như thế này. Và thứ hai thì tôi sẽ phải chạy phần mềm để nâng cái dung lượng gốc từ 4.610 mAh lên 6.200 mAh. Và để lắp vừa 3 cell pin có dung lượng cao và to như thế này vào cái khung của chiếc máy này thì đầu tiên là tôi sẽ phải dùng máy mài và máy phay để tôi gọt rũa tất cả các cái gờ mà có trên cái khung của chiếc laptop này. Đây cũng vậy, tôi đã gọt rất là kỹ. Và hai nữa, tại cái phần vỏ này tôi cũng đã gọt đi rất là nhiều. Đây quý vị có thể nhìn thấy cái gờ này thì tôi đã gọt đi gần như là hết toàn bộ các cái gờ này. Và bây giờ mới là phần quan trọng nhất. Thì sau khi mà tôi xếp 3 viên pin này vào cái khung của chiếc laptop này và tôi sẽ đậy thử cái nắp lên phía trên này. Sau khi đậy thử cái nắp xong mà tôi kiểm tra là xung quanh cái viền này nó rất là khít, nó không bị cấn, không bị trồi lên ở phía dưới, thì có nghĩa rằng là tôi sẽ lắp 3 viên pin này vừa y vào bên trong. Rồi sau khi mà kiểm tra cái khung này vừa rồi thì tôi sẽ dán toàn bộ cái phần mặt dưới này để cho nó an toàn và nó không có dính líu gì ở phía dưới cả. Tôi sẽ dùng cái mặt đệm này để tôi dán toàn bộ về phía dưới. Đây rồi thưa quý vị, sau khi mà dán miếng mút phía dưới thì tôi đã được một cái không gian khá là an toàn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đặt thử 3 viên pin này vào và mời quý vị cùng xem. Nó khá là vừa. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái mạch này để chế vào đây. Vâng, để cho yên tâm thì tôi sẽ dán 2 lớp cách điện cách nhiệt cho chắc ăn. Với dòng pin chế thì tôi sẽ cẩn thận gấp đôi viên pin này cũng vậy. Tôi sẽ dán 2 lớp luôn. Thật ra dán 1 lớp thì cũng được rồi đấy, nhưng mà thôi cẩn thận thì cứ làm 2 lớp. Vâng, đây rồi thưa quý vị. Sau khi mà kết nối 3 cell pin này vào với mạch thì tôi chưa dán vội 3 cell pin này vào với khung của máy này. Và bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm xong. Thì lát nữa thì mọi việc ngon lành rồi thì tôi mới dán cái phần khung sau. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy phần mềm cho viên pin vừa mới độ xong này. Vâng, đây rồi thưa quý vị và các bạn. Thì tôi cũng vừa kết nối viên pin với hệ thống phần mềm của máy tính. Thì tôi được những thông số như sau. Thứ nhất là viên pin này sức khỏe đang còn ở những 91%. Và như quý vị thấy rằng là dung lượng tổng của viên pin đang là 4.850 mAh. Thì bây giờ tôi sẽ kích sang phần watt. Đây là 56W. Vâng, và dung lượng gốc của viên pin là 4.800 mAh. Và hồi nãy thì quý vị có nhìn thấy là tôi đã độ vào 3 cell pin có dung lượng là 6.200 mAh. Thì bây giờ tôi sẽ mở khóa viên pin và reset lại cho viên pin này nâng dung lượng lên là 6.200 mAh. Đấy rồi thưa quý vị, đầu tiên thì tôi sẽ đưa cái viên pin này về trạng thái boot. Đây, sau khi mà đưa viên pin về trạng thái boot thì toàn bộ cái phần này nó sẽ trắng lên, không có dữ liệu.
Thì bây giờ tôi sẽ lưu lại cái phiên bản gốc của cái viên pin này cái đã. Và tôi ghi là data gốc. Vâng, và sau khi lưu lại cái file gốc của viên pin thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa dữ liệu. Thì tại mục desync Camly này thì quý vị nhìn thấy rằng là dung lượng tổng của nó đang là 4850 mAh. Tôi sẽ chỉnh sửa thông tin lên là 6200 mAh. Mặc dù vậy nhưng mà tôi cần phải chỉnh tất cả những cái mục liên quan và có giá trị tương ứng. Tôi sẽ dùng một cái bảng như thế này. Đầu tiên thì tôi ghi số vôn này vào là 1550 và 4850 mAh. Thì phần dưới này nó đang là 56W. Thì bây giờ tôi sẽ nâng dung lượng lên là 6200. Sau khi mà nâng dung lượng lên 6200 mAh thì viên pin này đã lên 71W. Và bây giờ chỗ này thì tôi sẽ nhập là 6200. Qmax cell thì tôi sẽ cho là 6200 hết. Qmax pack cũng vậy. Phần này tôi cho bằng 0. Phần này thì tôi sẽ cho là 4400, tương đương với lại điện áp sạc đầy là 4,4V. Cái này tôi cho về 0. Phần phía trên thì tôi sẽ lấy giá trị bằng 1/10 của tổng dung lượng. Và phần phía dưới thì tôi cũng sẽ lấy giá trị 1/10 của số watt của viên pin. Ở đây thì tôi sẽ đưa ngày tháng của ngày hôm nay vào. Tôi sẽ nhập mã bảo hành của tôi vào. Với dung lượng là 6200 mAh thì mã hóa chất là 3928. Đây rồi, 6288 mAh và điện áp sạc đầy là 4,4V. Thì tôi sẽ cập nhật hóa chất. Cập nhật hóa chất thành công. Thì bây giờ tôi sẽ định dòng xả cho nó là 1A. Đấy, tôi sẽ kích vào máy xả. Thì cái phần đồng hồ này nó sẽ lên tương ứng là 1000. Thì tôi kích vào đây để tôi định dòng xả cho nó là 1A. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ tắt phần này đi. Và tôi sẽ mở phần thông tin lên xem là nó đã như thế nào nhá. Đây rồi thưa quý vị, như vậy thì với tổng dung lượng là 6200 mAh thì tôi đã nâng dung lượng thành công cho viên pin này từ 4850 lên 6200 mAh. Và sức khỏe của viên pin đã nâng lên là 94%. Thì sức khỏe viên pin thì nó cũng tự phần mềm nó định nhá, chứ chúng ta không thể nhập được. Và viên pin này thì tôi cũng chưa cân bằng điện áp cho nên là nó hơi lệch một tí. Thì lát nữa tôi sẽ cân bằng sau. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi, âm 1000 nghĩa là xả ok rồi. Thì bây giờ tôi sẽ sạc thử. Đây rồi, dương 997, tương đương với 1000. Như vậy là sạc ok rồi nha thưa quý vị. Vâng, và nội dung reset của viên pin này thì tôi chỉ có nâng dòng từ 4850 mAh lên 6200 mAh, cho nên là những cái việc khác thì tôi cũng sẽ không làm nữa. Và bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục là gia cố viên pin này vào khung. Vâng, sau khi reset nâng dung lượng lên 6200 mAh thành công trên hệ thống phần mềm thì bây giờ tôi sẽ gắn viên pin này vào cái phần khung của máy tính. Và để cho an toàn tuyệt đối thì tôi sẽ làm rất là kỹ. Đầu tiên thì tôi sẽ bọc cái phần mạch này lại. Vâng, và tôi muốn là bọc tiếp một lớp nữa lên phần trên. Tuy nhiên rằng là trước khi bọc thì tôi sẽ đặt cái lớp này lên và tôi sẽ ướm thử xem là vỏ này nó có bị cấn hay không. Rồi, nó đang bị cấn cái chỗ này. Thì tôi sẽ loại bỏ toàn bộ cái phần khung này đi xem thế nào. Đây rồi thưa quý vị, tôi phải dùng máy soi để loại bỏ bớt cái phần dày dày này đi. Vâng thưa quý vị và các bạn, sau khi mà độ 3 cell pin có dung lượng là 6200 mAh vào cái khung máy này thì sau khi vặn ốc xong thì mời quý vị xem là cái phần vỏ rất là khít. Đây, gần như là chuẩn đét luôn. Đấy, không có hở một chút nào hết. Và cái phần chuột sau khi mà độ xong thì tôi vẫn bấm được.
Đấy, quan trọng là chuột đây này, quý vị nhìn thấy này. Quan trọng là bấm được chuột nhá. Rồi thì bây giờ tôi sẽ bật máy lên xem thế nào. Đây rồi, bật máy lên thì đèn đã sáng rồi. Chờ một chút thì màn hình nó sẽ lên thôi. Đây rồi, máy đang khởi động rồi. Máy khởi động ngon lành rồi quý vị ạ. Phần pin này đang là 75%. Thì bây giờ tôi sẽ xả cạn xuống còn 0%. Sau đấy tôi lại sạc no 100%. Và tiếp theo thì tôi sẽ xả từ 100 xuống 0, xem là viên pin này chạy được bao nhiêu thời gian nhé. Thì video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hay là thời gian sử dụng ngắn thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Đây cũng là số điện thoại mà tôi sử dụng Zalo. Thì tôi sẽ tư vấn thay cell pin mới và chạy phần mềm cho quý vị. Nếu như quý vị nào mà ở xa thì quý vị có thể gửi pin cho tôi qua đường bưu điện. Sau khi mà tôi làm xong thì tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Và quý vị nào mà xem video thấy hay mà chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để xem những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.